mấy con vô đâu vẽ đâu vậy. Tao cũng mình tao này. Tao đó coi đó, giờ nhớ nó mà nó chết đâu. Mấy con này. Bỏ cô ơi, mình đến đâu cô? Ủa đâu chụp hình? Thấy không? Cà Mau cô? Ở Bình Chánh. Trời ơi, dạ. Dạ. Ở Bình Chánh. Ở Mỹ. Dạ, Mỹ. À, chú này ở Mỹ. Chú à. Dạ. Ở chừng nào coi được? Ủa, giờ coi được không? Dạ, với mẹ ra đi chụp. Dạ, dạ. Nhiều like lắm á mà. Dạ, dạ. Cảm ơn chú nha, dạ. Con đang quay ra trực tiếp. Mấy chú này là ở Mỹ. Đây, cầm ơi quay. Nhìn đây, nhìn đây. Thần tượng của má là tới đó đứng chụp hình gì. Kiều từ Mỹ cuối giờ đến đây, cái gì cuối ngày từ Mỹ về. Em chào chú. Chào em. Dạ. Chú về Việt Nam hồi nào chú? Hả? Chú về Việt Nam hồi nào? À, hôm qua 12 giờ. Dạ. Hôm nay là chú lên với cậu chú rồi. Dạ. Quá quý luôn. Cô là sao với chú? Em. Dạ. Cô bà xảo chú không? Rồi rồi. Quá quý. Đang ở bên đó. Dạ. Mà nấu ban nào hả chú? Bác xịt. Hả? Bác xịt. Bác xịt. Bác xịt cũng có mấy người chị ở bên bờ. Bữa nay là buổi chiều khán giả về viếng xe 16 chỗ của chú anh chị. Quá đông luôn. Ông già cũng nằm ở đây. À, ông già cũng nằm trong này. Dạ. Em. À, mấy chú thương kìa, chú có thương kìa. Rồi. Cô chú khắp phương, cô chú anh chị. Dạ, bye bye. Rồi, chúc anh chị vui vẻ nha. Dạ. Nhiều sức khỏe nữa. Dạ, thăm mộ người thân. Đó, bây giờ là mấy cô chú, mấy chị, anh ra về. Bây giờ đi qua mộ của người thân, cô chú anh chị. Đó bây giờ chú đó đi Mỹ lâu chưa con? 2 năm. Dạ 2 năm. Chú đi chào bé. Con luôn. Con luôn hả? Ồ, cái bà Mỹ sống vẫn theo chị. Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Đó rồi. Dạ. Dạ xin chào nha. Rồi, gia đình bây giờ đi. Dạ. Dạ con xin chào. Ơi, chờ anh ăn YouTube nha. Dạ. Rồi, bây giờ mấy chú đi ra con chú anh chị. Ồ, ve luôn một chú này ve ghê vậy. Quá tài luôn mà con. Trời ơi. Trời ơi. Chú ve mà y như là chú đang chạy thẳng nha. Không cần hoành luôn, đúng rồi, không cần hoành lại luôn. Trời ơi, quá tuyệt vời. Quá đỉnh luôn. Quá xịn luôn. Không mà tài xế này mà nếu mà đi ra đường là bị phạt liền á. Sao ve mạnh quá. Cấm ve. Cấm ve. Ve từ từ, ve nhìn đi. Ở trong đây ve vậy. Ve ve nhanh là nguy hiểm phải không? Nguy hiểm lắm. Đã nói là đi ở ngoài đường là bị phạt là hiểu rồi nha. Ve nhanh có phạt phải chứ. Ve mà kiểu này là thế xe 16 chỗ. Ve nhanh quá. Ủa anh Phương, không muốn này. Anh là tài xế xe 16 chỗ. Muốn một gậy hả? Xe nhỏ em. Xe nhỏ là xe hơi hả?
giờ ta xài B2 không chứ. Nhớ sao hồi xưa chạy xe gì anh? Đâu có nè. Xe nó quốc cái là nóng quá là không có chạy được. Ờ. Đúng rồi. Không, anh đang chạy mà thấy dưới mà ta chạy mà đang lẹn cái anh xuống anh. Mấy chuyện xảy ra. Anh nói giờ mà anh chạy đi Sài Gòn là anh vượt qua xe mày gõ luôn quý anh chị. Không biết. Vượt qua xe cánh liên chiên luôn. Còn quẹo vô cây xăng là hắn lít lít. Hắn mà hai cái chân của hai người ngồi á, hắn lít lít luôn. Rồi. Trời ơi. Hôm bữa em thấy hai anh mà em thấy sợ luôn. Và bây giờ mình sẽ vào bên trong của chú anh chị. Không có bỏ qua đi. Tài xế là người đó đẹp lắm á. Chiều tối rồi của chú anh chị. Bữa nay là chắc không có mưa nữa. Đi vào bên trong đi. Quay mấy cái trời nhìn ha. Có vẻ là không mưa. Nó trời trong của chú anh chị. Quay sát vô quay sát vô đó thấy chưa? Đúng không? Quay sát là giống chú vô bự quá. Nè, giống chú giờ bự. Ồ đẹp dữ hả? Lung linh lung linh luôn. Lung linh luôn. Chị mình đi về ha. Thêm mấy cái đèn này nữa quý anh chị. Lung linh luôn ha. Đẹp lung linh luôn quý anh chị. Tối á, tại vì lại rồi mấy anh em mình vừa leo lên xe cái xe mà sao chỗ đi thấy đèn. Cái anh em mình tắt máy cái leo lên xe là cái xe nó cũng đổ tới rồi khổ. Nhưng mà khổ là vui. Mà là vui nha. Bây giờ anh Ngọc anh cho em phóng to cái chữ Vũ Linh Mãi Đỉnh nha. À. Trời ơi. Đó, chữ khán giả ba la mặt ra tâm tình. Đây. Hello, con 61 xin chào các bạn. Rất là nét nha. Làm ớt ha. Dạ. Rất là nét. Ủa gì vậy? Cái gì nữa? Bảo vệ vô hả? Không gặp chứ gì. Ờ rồi. Tưởng bảo vệ vào chứ. Ờ rồi. Anh ở đây mấy giờ nè? Tắt máy. Từ nào anh về, nếu mà đèn tắt hết anh thay mình em nha. Rồi. Buổi chiều này mấy chú rồi đang đội ở trên một cái mâm đèn của anh chị ơi. Bảy cái bảy nến. Bảy cái nến. Anh Minh ơi. Anh Minh. Anh thấy mấy con voi này đẹp không anh? Mấy chú voi này giống chú voi Thái quá. Đúng rồi. Thái là sao á? Thái. Chú voi Thái hả? Mấy chú voi này từ bên nước ngoài gửi gì đó. Thái. Voi này bên Campuchia. Campuchia. Sao anh nhớ vàng biết Campuchia? Anh nhớ không? Bữa mấy anh em mình. Ê. Chủ nãy đón khách bằng cái nó mua hiểm luôn à mà gì vậy? Gì? quên rồi gì à rồi ông bớm con voi đó là con voi vậy không không giờ chưa giờ ông bớm với ông voi này có ông voi rồi mà mốt có ông bớm nữa nghe mà mốt chừng có ông bớm nữa đó nghe anh đốt đốt quay quay lại không mốt có chừng con bớm nữa đó có luôn á nghe đốt quay lại không hả mình đi ủa mà này sao mau mau tè dữ ta lúc sáng chưa giờ mà ổng mấy tiếng rồi đi theo rồi chú tu luôn rồi lúc đem ra đúng không ạ quên hả do một cái câu chuyện rất là dài lúc đem về là chân bà đốt mà vô là mình đi ha ngày đốt này có quay lại không ngoài phải quay à Việt Nam chung câu chuyện dài lắm rồi ngồi không nhớ đâu nói về đây và rất là tài giỏi luôn đao kiếm là chọc công thủng người cao mấy mét câu chuyện rất là hay rồi lịch trình có thật luôn quý anh chị nó được ở trên thôi cái video của Hiện Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh của Hiện Tiên có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha. Bây giờ Tiên xin chào và hẹn gặp lại.